Hello, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City. Hiện tại bây giờ Phú đang có mặt trên đường 30 tháng 4. Khu vực chỗ này gọi là dốc Ngô Quyền quý vị. Hôm nay thứ hai đầu tuần, ngày 10 tháng 1 năm 2022. Bây giờ hơn 8 giờ sáng, Phú đang có mặt tại đây để cập nhật tình hình, chia sẻ quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ ha. Vậy là chúng ta chỉ còn khoảng có 3 tuần nữa thôi là Tết Nguyên Đán rồi quý vị. Hôm nay Phú đi lang thang ở đây xem là ở thành phố Biên Hòa người ta chuẩn bị đón Tết như thế nào quý vị. Mọi năm thì đến giờ này là nhộn nhịp lắm rồi quý vị ha. Nào là xuân đã đến bên em, giáng xuân tuyệt vời, Tết 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 đến rồi. Ôi dồi ôi, bây giờ sao mà thấy nó hẩm hiu quá quý vị. Bây giờ nó cái kiểu giống như là hẩm hiu cái một mình. Chán rồi, chán quý vị, cái khung cảnh nó chán. À, cái đoạn chỗ này á thì buổi sáng quý vị có thể thấy là người ta còn có những cái quán ăn sáng ở đây này, ăn sáng cà phê nó còn đỡ tí nha. Còn khúc ở trên thì nó chán rồi, chán. Thì hôm nay cũng sẽ đưa quý vị các bạn là đi dạo từ cái đoạn dốc Ngô Quyền, chúng ta sẽ đi xuống cái đoạn đường Hưng Đạo Vương, rẽ ra khu vực ngã ba Thành, rồi chúng ta đi vào chợ Biên Hòa xem thử là chợ Biên Hòa mấy ngày như này thì sẽ thế nào vậy ha. Ở đây là ngay công viên Biên Hùng này, là đang đào cống đào mương đó quý vị, cho nên là đường nó hơi chật nha, có công trình. Biên Hòa sắp Tết rồi, người ta làm rất là nhiều công trình luôn. Ở đây là công viên Biên Hùng nè, cũng thấy là có vẻ người ta đang trang trí, đúng rồi, đang trang trí cái cổng, cắt hoa hình cái số 2022. Đây, tới đây chúng ta là ngã năm công viên Biên Hùng, cũng sẽ đi về hướng này nha. Hướng này là đường Hưng Đạo Vương quý vị. Con đường này buổi tối rất là đẹp này, quý vị nhìn thấy không, trên những cái cành cây của con đường này, con đường này có rất là nhiều cây này, người ta dặn những cái sợi đèn chớp nhấp nháy. Đèn này thì bên đạo Công giáo phải Giáng sinh mới có với dặn, còn ở dưới Biên Hòa thì cái ngày lễ là ta dăng lên nè, thấy không? Dăng trên những cái cành cây rất là nhiều. Buổi tối ở con đường này hiện tại giờ đang là con đường lung linh nhất xe Biên Hòa. Đó. Tại vì nó có những cái đèn này nè, buổi tối mở lên nó cũng hay hay. Đường này là đường Hưng Đạo Vương quý vị ha. Chúng ta đi thẳng ra khu vực ngã ba Thành. Con đường này cho đến ngày hôm nay thì cũng thấy có vẻ khá là nhộn nhịp luôn. Hiện tại bây giờ ở Biên Hòa thì hầu như là mọi hoạt động đã trở lại bình thường hết, không có cấm cản gì hết quý vị ha. Và đi lễ, nhà thờ thì cũng đi thoải mái hết rồi, đám cưới, đám xin thì thoải mái vô tư rồi, không có hạn chế nữa. Cho nên là cũng nhận thấy là bắt đầu nhộn nhịp trở lại. Nhưng mà cái này thì ai bị thì ráng chịu nha quý vị. Đó, người ta cho chúng ta thoải mái thì chúng ta phải biết tự giữ lấy mình, tự giữ sức khỏe của bản thân, chứ không ai giữ chúng ta nữa đâu, bị sao tự chịu. Đây, tôi thấy là người ta đang đi răng dây điện hay sao đây nè. Đó, xe cần cầu đây đang đi răng dây điện hay sao đó, biết răng dây điện hay cắt cây nữa. À, đi răng dây điện. Đúng rồi, người ta đang đi răng những cái sợi dây điện lên. Đấy. Đúng rồi, à thấy không? À, đang răng những cái sợi điện này lên làm cho con đường này. Đây là khu vực ngã ba Thành nha quý vị. Rẽ tay phải quý vị sẽ đi ra cổng hai dốc sỏi. Rẽ tay trái chúng ta đi vào khu vực chợ Biên Hòa. Giờ phút rẽ tay trái nè. Hiện tại bây giờ là ở Biên Hòa mới có một con đường đó trang trí như vậy thôi. Không biết là có làm thêm những con đường khác nữa hay không thì không biết. Hy vọng rằng mọi con đường đều được làm
để cho nó đẹp hơn. Cả năm có lần mà có bao nhiêu tiền đâu. À, đây là chiếc xe nữa này. Đấy. Xe nữa điều động đi, không biết là khu vực nào. Khu vực ngã ba Thành này buổi sáng là ăn sáng rồi cà phê nhộn nhịp quý vị. À, có rất là nhiều quán cà phê, quán ăn sáng, quán cà phê nhộn nhịp. Đó. Cơm tấm sườn chả bì. Đây là đường Trần Minh Trí, cái hẻm cơm tư búa. Người dân lao động thì sáng cứ kiếm lấy dĩa cơm tấm, cơm sườn, sườn chả bì ăn cho chắc bụng quý vị. Bún phở nhiều khi ăn này chút xíu nó đói làm không nổi. Đấy. Dân lao động thì vậy thôi quý vị ha. Đó, đây là một cái cửa hàng ăn uống cà phê. Hồi xưa ở đây là một cái siêu thị đổi chủ tới mấy lần. Giờ thì không có chủ nào chịu nổi nữa, để luôn mặt bằng đó luôn. Ngay chỗ này thì chúng ta đang gần ngay vịt quay Hạnh Phúc quý vị. À, vịt quay Hạnh Phúc ở đây lúc nào cũng đông. Và bây giờ cũng sẽ đưa quý vị đi ngang qua cái đường Cách Mạng 8. Chúng ta cắt ngang đường Cách Mạng 8, đi thẳng qua đường Nguyễn Thị Giang, hay gọi là đường Cô Giang, để chúng ta đi vào bên trong chợ Biên Hòa nha quý vị. Quý vị xa nhà, xa quê hương, xem video cho đỡ nhớ. Đây, đây là đường Nguyễn Thị Giang, hay gọi là đường Cô Giang, phố Bán Vàng. À, đi chậm chậm cho quý vị coi nha. Đây là cái đường Nguyễn Hiền Vương. Tôi sẽ đi vào cái đường Lê Thánh Tôn. Lê Thánh Tôn, chợ Biên Hòa. Đây quý vị, đường Lê Thánh Tôn, chợ Biên Hòa. Vẫn không có gì nhộn nhịp. Và hôm nay Phú sẽ đi qua một số con đường ở đây do có một số quý vị yêu cầu. Đây, con đường nơi có rất là nhiều những cái tiệm mà người ta sửa chữa giày dép quần áo ở đây. Đường này gọi là đường Quang Trung quý vị ha. Cửa hàng sửa quần áo, giày dép này. Và bên này thì có miếu Quan Đế, cái miếu của người Hoa. Và chúng ta sẽ đi ra cái đường này là đường Phan Chu Trinh, bên cái chỗ chợ trái cây của chợ Biên Hòa. Xe đông quá. Đấy, Phú đi một đoạn nữa lại Phú lại rẽ vào cái đường ở đây này. Cái đường ở đây là chỗ mà người ta bán bưởi nhiều lắm quý vị. Đây, bưởi. Quá trời bưởi luôn. Đó, cái đường này thì gọi là đường Lý Thường Kiệt. Đây, ngay cổng sau chợ Biên Hòa. Đấy. Đây là cổng đi vào chợ Biên Hòa đây này. Hàng năm thì vào cái dịp mà khoảng 20 mấy Tết ấy, khi mà bên trong chợ người ta đóng lại rồi thì tiểu thương người ta sẽ ra cái đường Lê Thánh Tôn này, người ta trải dài ra người ta bán rất là nhiều. Không biết năm nay thế nào. Đây, chúng ta tiếp tục cái đường Lê Thánh Tôn nha quý vị. Hướng xuống bờ kè. Bây giờ là đường Nguyễn Văn Trị, bờ sông Đồng Nai. Mùa này là đúng lý ra là những cái đồ trang trí Tết, rồi mứt, bánh kẹo là đông vui lắm. Nhưng mà thấy khá điều hưu. Đây một cửa hàng Đức Hà là chuyên giao bán ba cái đồ Tết này. Đó, thấy không?
không có đông lắm. Đây chúng ta đi xuống bờ sông nha quý vị. Đây là bờ sông, đây là chợ Biên Hòa. À, cái cổng trước của chợ Biên Hòa nhìn ra bờ sông Đồng Nai. Tôi sẽ rẽ qua cái đường Phan Chu Trinh rồi đưa quý vị một vòng chợ thực phẩm hay gọi là chợ cá đi. Xem tình hình hôm nay thế nào. Trái cây, vũ sữa. Gần Tết thì là mùa vũ sữa vậy ha. Thành lòng ruột đỏ. Cứ gần đến Tết là vũ sữa bắt đầu quá trời luôn. Rau muống. Đây quý vị ơi, cũng sẽ đi qua bên phía bên này nhá. Chợ thực phẩm này. Đây, chợ thực phẩm xem hôm nay tình hình như thế nào nhá. Đấy, thấy không? Bây giờ là hơn 8 giờ sáng, là cái giờ mà bà con đang đi chợ, cái giờ cao điểm. Thường thường là cái giờ này khá là đông. Mà hôm nay thấy cũng vắng vẻ vậy. Không có đông lắm. Cứ đi một vòng cho quý vị coi ha. Hôm nay vẫn chưa có thấy củ kiệu hẳn muối nhiều. Đúng ra mọi khi giờ này là củ kiệu đổ nhiều lắm. Đây quý vị ơi, kẹt xe rồi hôm qua rồi. Đây quý vị ơi, vừa nhắc xong ở đây có củ kiệu này. À, củ kiệu này. À, thấy củ kiệu là thấy không khí Tết rồi quý vị ha. À, đây ra ngay chỗ này có củ kiệu này. À, thấy không? Đấy, món truyền thống của người Việt Nam ta đây, củ kiệu. Đây cũng sẽ đi ra đây, cái hướng này chúng ta đi xuống cầu Hóa An. Đây bên trái cây quá trời luôn. Cầu Hóa An là cái hướng này là đi xuống khu lò heo á. Khu lò heo phường Hòa Bình bây giờ. Bên này là công viên Nguyễn Văn Trị, phố đi bộ, đường hoa Tết ấy. À, tiện đây thì cũng cho quý vị xem luôn đường hoa Tết năm nay thế nào ha. Có vẻ như năm nay chắc là người ta không làm đường hoa nữa đâu quý vị ơi. Dịch giã thế này mà làm đường hoa mất công rồi. Dân tình lại tập trung đông quá. Chứ còn đúng lý ra là giờ này là người ta đã để những cái khung lên hết rồi. À, cận ngày thì người ta đặt hoa cho thôi là xong, là thành đường hoa thôi. Năm nay chưa thấy gì hết, năm nay vẫn trống vắng. Những cái công trình của năm cũ vẫn để ở đây, chả dọn gì đi cả. Đấy, tan nát hết rồi. Văn hoa điều hưu quý vị. Bên này là khu lò heo, phường Hòa Bình. Đi dạo vòng xuống này cho quý vị xem ha. Khu lò heo người ta bán đồ ăn sáng quá trời luôn. Buổi sáng đông vui nhộn nhịp. Quán nào cũng đắt khách quá trời. Chưa thấy có một cái công trình nào hết nha quý vị. Đấy. Công viên, phố đi bộ chưa thấy một công trình nào hết. Vắng hoe.
cái chỗ này là khu lò heo, đi gần xuống tới cầu Hóa An, sắp sửa hết con đường này. Con đường này nó dài tầm khoảng 600-700 mét gì đó quý vị. Cú đoán chắc năm nay người ta không làm cái gì đâu. Bây giờ mà làm những công trình ở đây, một cái một là người dân người ta lại tập trung đi ra chụp hình, đông lắm. Đấy, tới đây là hết cái đường đi bộ rồi quý vị. Đây nè, người ta đang đi răng dây nè. Đấy, đang răng dây điện này quý vị. Công nhân người ta bắt đầu là răng dây điện lên những cái cây này rồi, phố đi bộ. Còn có làm gì nữa hay không thì chưa biết. Vẫn còn chúc mừng năm mới Xuân Tân Sửu 2021. Chúc mừng năm mới quý vị nha. Chúc mừng năm mới năm 2021. Nói đùa quý vị thôi. Đó là cái bảng nhưng mà người ta chưa có thay đổi lại. Cái hướng đường này là Phú đang bay flycam từ Biên Hòa đi lên trên cầu Hóa An, hay gọi là cầu mới đó quý vị. Chúng ta sẽ đi ngang qua ngã tư. Ngã tư này thì Phú hay gọi là ngã tư Bửu Long, bởi vì nó có cái hướng ta đi vào bên trong phường Bửu Long. Đây là cây cầu vượt. Cầu vượt này là cái cầu mà để cho xe lớn người ta chạy ở trên, băng ngang qua ngã tư Bửu Long và băng ngang qua ngã tư mà đi về hướng Tân Vạn luôn, tránh tình trạng ùn tắc giao thông. Còn hai bên đường quý vị thấy là hai làn đường đi lên và đi ngược lại. Thì cái chiều mà chúng ta đang đi thẳng đây là bên phía cây cầu cũ, ngày xưa chúng ta gọi là cầu mới đó, bây giờ người ta gọi là cầu Hóa An cũ. Đó. Còn bên hướng ngược lại thì là cái cầu mới người ta làm về sau này. Đó. Cái cầu đó thì nó song song với lại cây cầu vượt luôn. Chúng ta sẽ đi ngang qua cây cầu này, cũng cho quý vị nhìn ngắm lại cây cầu Hóa An ha. Thì từ bên này sông qua tới bờ bên kia sông, khi mà Phú bay flycam này thì Phú đo được là nó khoảng cỡ gần 300 mét đó quý vị, khá là dài. Và Phú nhận thấy là bên phía cây cầu cũ á, là người ta đã bó chân cầu khá là nhiều rồi, có lẽ là cây cầu cũng khá là già yếu rồi. Đây, đi qua tới bên phía bên này cầu cho quý vị coi nha. Đó, xa xa bên kia thì quý vị có thể nhìn thấy chúng ta lại gặp một cái ngã tư nữa. Thì Phú đi cái chiều này như này rồi, đến lát nó sẽ quay ngược lại, quay nhiều bên phía bên kia để quý vị có thể nhìn thấy được chi tiết hơn nha. Đây là cái hướng chúng ta sẽ đi ra ngã tư Linh Xuân và đi Sài Gòn ha. Đây, Phú sẽ đi ngược lại. Chỗ này là một cái ngã tư này quý vị. Rẽ tay phải quý vị sẽ đi về hướng Tân Vạn, tay trái đi qua Tân Hạnh và Bình Dương. Còn cái hướng này là chúng ta đang đi ngược về trung tâm thành phố Biên Hòa. Đó. Thì cái cây cầu mà bên phía bên tay trái đó, nó là cây cầu Hóa An cũ mà dân Biên Hòa hay gọi là cây cầu mới đó. Còn cây cầu bên tay phải là cây cầu người ta làm sau này, song song với lại cây cầu vượt luôn. Đó, quý vị có thể nhìn thấy là người ta bó chân cầu khá là nhiều rồi. Hầu như là bó chân cầu hết cây cầu cũ luôn. Thì hiện tại bây giờ là ở Đồng Nai hầu như những cây cầu cũ mà từ hồi trước đó là đa số đều bó chân cầu hết. Cầu Hóa An, rồi cầu Rạch Cát, cầu Đồng Nai cũ đa số đều là bó chân cầu hết quý vị. Cây cầu đã khá là già yếu rồi. Hôm nay trời nắng đẹp quý vị, bay flycam quay khá là đẹp luôn. Còn nhiều hôm thì thời tiết nó xấu, bay lên quay cái phim nó đen thui. Đây, từ hướng này là quý vị nhìn về trung tâm thành phố Biên Hòa. Ngay chỗ bên tay phải quý vị nhìn thấy có một cái công viên nhỏ nhỏ. Công viên đó chính là công viên Nguyễn Văn Trị, dân Biên Hòa hay gọi là bờ kè quý vị ha. Và cái đường ngay chỗ công viên đó là cái đường Nguyễn Văn Trị luôn.
Còn cái hướng này là chúng ta đang đi về trung tâm thành phố Biên Hòa. Đó, phố quay như thế này để quý vị có thể nhìn được rõ hơn nha. Còn đây là cái ngã tư vòng xoay đi vào Bửu Long quý vị. Phú hay gọi là ngã tư Bửu Long. Thì thẳng cái hướng qua bên kia đó, là chúng ta sẽ đi vào khu lịch Bửu Long. Rẽ tay phải thì đi về Hồ Nai. Còn rẽ tay trái là đi lên cầu Hoa An, là đi về Sài Gòn. Đấy. Còn xoay tới đây rồi thì hướng tay trái thì sẽ đi vào chợ Biên Hòa quý vị ha. Đó, cho quý vị coi cái vòng xoay chỗ này. Cái vòng xoay chỗ này khi mà từ trên cao nhìn xuống, chúng ta sẽ thấy là người ta làm những cái hình hoa văn bằng cây cảnh rất là đẹp. Đó, cái cầu vượt này thì chỉ để xe lớn đi thôi. Người ta sẽ chạy băng ngang qua ngã tư này và ngã tư ngay chỗ hướng đi về Tân Vạn và Tân Hạnh để tránh tình trạng mà ùn tắc giao thông quý vị. Thực ra thì khi mà người ta làm những cái cầu này có lợi rất là nhiều. Chứ lúc trước không có những cái cầu này, cứ đi đến những cái ngã tư thế này thì xe chạy tán loạn cả và ùn tắc giao thông nhiều lắm. Bây giờ thì vẫn ùn tắc giao thông, vẫn tán loạn nhưng mà nó cũng đỡ hơn rất là nhiều quý vị. Đây, chúng ta cùng nhìn ngắm lại sông Đồng Nai và cây cầu Hóa An một lần nữa. Rồi Phú sẽ đưa quý vị đến những cái địa điểm khác để chúng ta cùng đi tham quan trong video ngày hôm nay nha. Đấy, quý vị thấy không? Cái cây cầu cũ bên này là người ta bỏ móng cầu hết rồi. Hầu như cái chân cầu nào người ta cũng đều bỏ lại hết. Hai cây cầu nó cao hơn nhau rất là nhiều nha quý vị. Cây cầu mới nó cao hơn cây cầu cũ rất là nhiều luôn. Cú quay ngược trở lại đường Nguyễn Văn Trị. Đó, quý vị thấy không? Người ta đang giăng dây lên cây nè. Đó. Vậy là bây giờ bắt đầu đi giăng dây đó quý vị. Giăng dây điện là chớp á, lên cây. Không biết có làm gì nữa không. Cú quay trở lại con đường này và đưa quý vị đi qua khu lò heo. Ngay cái hẻm mà lẩu tôm Nam Ri á. Để quý vị nhìn ngắm lại cái khu vực chỗ này xem là có gì thay đổi hay không quý vị nhé. Quý vị xa nhà xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Chỗ này xe đậu đầy đường, không nhìn thấy đường để mà qua nữa. Xe thì chạy miên man ở đây. Đây, Phú đi vào cái hẻm này. Hẻm này đưa chúng ta đi vào lẩu tôm Nam Ri, khu vực khu lò heo. Đi thẳng cái đường này thì chúng ta sẽ đi lên cái đường Cách Mạng Tháng 8 ngay khu vực phường Hòa Bình. Tôi sẽ đi rất là chậm thôi để quý vị có thể nhìn thấy được rõ ràng hơn ha. Trong xóm, trong làng bây giờ người ta bán đồ ăn sáng nhiều. Đi đâu cũng gặp bán đồ ăn sáng. Đây là Bửu Sơn cổ tự, một ngôi chùa cổ ở đây. Ở Biên Hòa thì khá là nhiều những ngôi chùa, ngôi đền, ngôi miếu, nhiều lắm. Chúng ta sắp sửa đi ra giao với cái đường Cách Mạng Tháng 8 rồi quý vị. Chỗ này là nó thuộc khu phố 5,
phường Hòa Bình. Đây chúng ta ra đường cách mạng tháng 8 quý vị nha. Tôi sẽ đi ngược về hướng ngã tư Bửu Long. Đấy. Chỗ này thì có một cái nhà hàng nổi tiếng, đó là nhà hàng cây dừa. Nổi tiếng ở đây là nhà hàng cây dừa. Nhưng mà bây giờ thì nói chung là không còn nổi tiếng như ngày xưa nữa rồi quý vị. Tại giờ nhà hàng quán xá nhiều quá rồi. Ngay khúc chỗ này thì có cơ sở vật liệu xây dựng Hai Vận. Còn bên này là khu dân cư phường Quang Vinh. Đi thẳng ra đây là cái vòng xoay ngã tư Bửu Long. Ở trên là cây cầu vượt của cầu Hóa An. Đi thẳng là đi vào khu vực Bửu Long, đi vào Vĩnh Cửu luôn. Tay trái đi lên cầu Hoa An đi Sài Gòn, tay phải thì đi về hướng cái bà Hô Na. Ai cũng đi qua tay phải nha quý vị. Chỗ này là chùm về dừa luôn, dừa quá trời dừa, hôm nào cũng bán đầy dừa. Quý vị xa nhà, xa quê hương xem video cho đỡ nhớ. Ngay khúc chỗ này thì đi vào bến xe Biên Hòa quý vị. Bến xe bên Biên Hòa bao nhiêu năm rồi vẫn thế thôi. Đằng sau bến xe Biên Hòa thì lại là khu dân cư phường Quang Vinh, người ta vừa mới xây về sau này. Đây còn đi thẳng đường này thì chúng ta lại tiếp tục cái đường Nguyễn Ái Quốc và xuống ngã ba Vườn Mít quý vị ha. Thì cái video này Phúc xin được tạm dừng tại đây. Rất cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những video tiếp theo. Mến chúc quý vị các bạn được nhiều sức khỏe, được mọi sự bình an cho giai đoạn này quý vị nhé.